Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh tối nay thứ Bảy, ngày 4 tháng 11. Chương trình có những nội dung chính sau. Giao ban thường trực tỉnh ủy cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Công ty than Hòn Gai tổ chức lễ khởi công dự án khai thác xuống sâu dưới mức âm 220 mỏ Bình Minh. Hạ Long Thần Tiên, sản phẩm du lịch mới hấp dẫn người dân du khách. Tăng cường quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thường trực Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng, trong đó có báo cáo tình hình quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh, quy hoạch thành phố Hạ Long và các quy hoạch cấp huyện. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì. Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong vùng đồng bằng sông Hồng được phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngày 1 tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký ban hành quyết định số 1279 phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Căn cứ vào quy hoạch và kế hoạch thực hiện quy hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo các sở ban ngành địa phương tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo quy định. Về quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung đô thị nông thôn, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã rà soát lồng ghép phù hợp và đồng bộ với quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2050. Đến nay có 6 thị xã thành phố là Móng Cái, Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Quảng Yên, Đông Triều đã có quy hoạch chung đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 6 trên 7 huyện đã có quy hoạch xây dựng vùng huyện được phê duyệt, còn riêng huyện Hải Hà đang triển khai. Trên địa bàn tỉnh cần tổ chức lập 91 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000. Dự kiến tiến độ triển khai lập thẩm định phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu hoàn thành trong năm 2024, đảm bảo đồng bộ các quy hoạch liên quan. Riêng lập phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện mới có 2 địa phương là Hạ Long và Tiên Yên đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt. 6 địa phương đang tổ chức hoàn thiện lại hồ sơ để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Còn 5 địa phương là Quảng Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Bình Liêu, Móng Cái mới đang triển khai lập, chưa gửi hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất về Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Qua thảo luận, Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ, trong quá trình phát triển, tỉnh Quảng Ninh luôn xác định quy hoạch phải đi trước một bước và luôn dành sự quan tâm đặc biệt trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện đối với công tác quy hoạch. Đây là cơ sở nền tảng quan trọng để tỉnh Quảng Ninh khơi thông các nguồn lực và tạo động lực cho thúc đẩy phát triển bền vững giai đoạn vừa qua, đồng thời là công cụ quản lý của nhà nước, là phương tiện giám sát của nhân dân, là niềm tin lựa chọn của nhà đầu tư và doanh nghiệp. Mặc dù các quy hoạch lớp trên đã có, nhưng thời gian qua một số địa phương chưa tích cực còn chậm trong triển khai quy hoạch sử dụng đất. Nguyên nhân chính do trách nhiệm của tập thể cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cấp huyện, phó bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện, chưa thực sự quyết liệt, quyết tâm, có mặt còn xem nhẹ. Việc phê duyệt một số chủ trương đầu tư ở cấp huyện theo phân cấp vẫn thiếu tính chặt chẽ, lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện rất chậm. Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu phải tập trung chỉ đạo hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện trong quý tư năm nay, sau đó tiến hành lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo đúng quy định của pháp luật. Đây là căn cứ quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2023 của các địa phương. Từ những khó khăn trong thực tiễn vừa qua của công tác đầu tư công, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương năm 2024 và 2025 khi xem xét bố trí vốn ngân sách đầu tư công, nguồn ngân sách cấp tỉnh, yêu cầu ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo các sở ngành địa phương phải căn cứ vào chất lượng sự đồng bộ của các lớp quy hoạch để đảm bảo bố trí nguồn vốn vào những nơi có tính sẵn sàng cao nhất trong thực hiện các thủ tục đầu tư công, đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm đạt yêu cầu. Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương phải đánh giá nghiêm túc việc quản lý sử dụng chi tiêu sử dụng đất được tỉnh phân bổ cho các địa phương, nhất là tỷ lệ lấp đầy các khu kinh tế, khu công nghiệp, hiệu suất sử dụng đất, phát triển kết cấu hạ tầng xã hội, đảm bảo sử dụng tiết kiệm hợp lý hiệu quả chỉ tiêu sử dụng đất đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát kỹ hiện trạng quản lý việc sử dụng quy hoạch 3 loại rừng. Cũng trong sáng nay,
Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy công tác chuẩn bị và tổ chức lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023 với chủ đề Quảng Ninh Hokkaido hội nhập văn hóa giàu bản sắc sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 11 tới đây tại quảng trường 30 tháng 10. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm nằm trong đề án về việc kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản của Bộ Ngoại giao. Qua sự kiện này không chỉ góp phần quảng bá truyền thống văn hóa giữa hai địa phương Quảng Ninh, Hokkaido nói riêng và hai quốc gia Việt Nam, Nhật Bản nói chung, mà còn thúc đẩy xúc tiến thu hút đầu tư Nhật Bản vào tỉnh Quảng Ninh, đồng thời phát triển công nghiệp văn hóa của tỉnh cũng như tạo điều kiện xúc tiến kích cầu du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước đến Quảng Ninh. Cũng trong khuôn khổ lễ hội sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức như hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Ninh Nhật Bản, hội thảo chuyên đề nông nghiệp tăng trưởng xanh, hội thảo chuyên đề về giao lưu văn hóa du lịch và phát triển nguồn nhân lực, khai mạc triển lãm trưng bày kết hợp thương mại, không gian ẩm thực Việt Nam Nhật Bản, chương trình giao lưu nghệ thuật đường phố, ra mắt trung tâm văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản. Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành chủ động tích cực chuẩn bị các nội dung chương trình theo tiến độ, thành lập các tiểu ban chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các lĩnh vực lễ tân hậu cần, an ninh trật tự, giao thông. Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành đối với lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023 và các hoạt động bên lề sự kiện, một khối lượng lớn công việc đã được giải quyết. Nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của sự kiện không chỉ phạm vi trong tỉnh mà còn mang tầm quốc gia, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục phát huy kinh nghiệm trong công tác tổ chức các sự kiện mang tầm quốc gia quốc tế, bám sát nhiệm vụ được giao để triển khai, chuẩn bị thật tốt cho sự kiện chính là lễ hội Hokkaido tại Hạ Long. Đối với các hoạt động diễn ra trong sự kiện, cần đặc biệt quan tâm đến công tác chuẩn bị hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Ninh Nhật Bản với những thông điệp rõ ràng về tiềm năng lợi thế khác biệt, một điểm đến an toàn hấp dẫn của tỉnh Quảng Ninh nhằm tiếp nối các bước phát triển mới cao hơn trong mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa tỉnh Quảng Ninh và các đối tác Nhật Bản vốn đã rất chặt chẽ sâu rộng. Cùng với đó phải chuẩn bị thật tốt cho hội thảo chuyên đề nông nghiệp tăng trưởng xanh và hội thảo chuyên đề về giao lưu văn hóa du lịch và phát triển nguồn nhân lực. Đây cũng là hai hội thảo có ý nghĩa quan trọng với tỉnh Quảng Ninh trong bối cảnh hiện nay. Các cơ quan đơn vị địa phương làm tốt công tác trang trí khánh tiết, lễ tân hậu cần, đồng thời lên phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế cũng như phương án đón nhân dân về tham dự sự kiện, tạo không khí vui tươi phấn khởi, góp phần nhân lên tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam Nhật Bản. Cũng trong ngày, Thường trực Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng khác. Chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy có chương trình làm việc nghe báo cáo về công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ chương trình làm việc của đoàn khảo sát nhóm 2 của Ban chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì. Để chuẩn bị cho chương trình làm việc của đoàn khảo sát, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam đối với nội dung phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các ý kiến tại cuộc họp đã thống nhất một số nội dung cần bổ sung và làm rõ trong báo cáo. Trước hết cần khẳng định, từ năm 2011 tới nay, tỉnh Quảng Ninh đưa công cuộc đổi mới toàn diện đi vào chiều sâu, chuyển đổi phương thức phát triển từ nâu sang xanh, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xanh hóa, lấy du lịch làm mũi nhọn gắn với phát triển kinh tế biển, phát triển bền vững dựa vào các trụ cột thiên nhiên, con người văn hóa. Tạo bứt phá về tốc độ phát triển các hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại, liên thông, tổng thể. Tạo đột phá về chất lượng cải cách hành chính, phát triển cân đối giữa các vùng miền, tạo chuyển biến mới trong phát triển văn hóa xã hội, con người, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao mức sống, chất lượng sống của nhân dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, xây dựng phòng tuyến cạnh tranh và hợp tác kinh tế quốc tế. Tầng lớp trung lưu khá giả gia tăng. Đối với nội dung đầu tiên về sự phát triển nhận thức, tư duy sáng tạo đột phá lý luận cơ bản của Đảng ta về mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từ 1986 đến nay, cần nhấn mạnh việc Quảng Ninh đã đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển bền vững địa phương, đảm bảo các mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, môi trường, quốc phòng và an ninh, đổi mới tư duy, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, cơ chế chính sách để giải phóng các nguồn lực, tiềm năng phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám đương đầu với khó khăn thử thách vì lợi ích chung. Các thế hệ lãnh đạo tỉnh không ngừng tìm kiếm các không gian phát triển mới, nguồn lực mới, động lực mới cho sự phát triển bền vững, luôn lấy con người là trung tâm, nhấn mạnh yêu cầu phát triển bao trùm và bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân theo tiêu chí hạnh phúc, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền, tạo cơ hội bình đẳng cho mọi người được tham gia và thụ hưởng mọi thành quả phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau và gạt sang lề.
Trong phần thực trạng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của tỉnh Quảng Ninh từ năm 1986 đến nay, nhất là tập trung giai đoạn 10 năm gần đây, thì cần làm rõ một số nội dung, phát triển các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp. Làm rõ ở Quảng Ninh, kinh tế tập thể, kinh tế nhà nước cùng kinh tế tư nhân có phải là nòng cốt để phát triển kinh tế độc lập tự chủ hay không? Bổ sung thêm nội dung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, thực hiện thành công 3 đột phá chiến lược, bước đầu hình thành các phương thức phát triển mới, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng ở một địa phương có vị trí trọng yếu về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại, giải quyết các mối quan hệ lớn trên địa bàn tỉnh, nhất là mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội, giữa đổi mới kinh tế và chính trị, giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, giữa phát triển nền kinh tế độc lập tự chủ, hội nhập quốc tế. Báo cáo cũng cần làm rõ những hạn chế yếu kém và những thách thức trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời đưa ra những định hướng thời gian tới, trong đó phải nhận diện bối cảnh mới, phân tích những xu hướng và phân tích những tác động của sự phát triển công nghệ mới, quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi nguồn nhân lực chất lượng cao của những loại hình kinh tế để đánh giá những tác động tích cực và tiêu cực vào Quảng Ninh. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% năm 2023, tập trung tạo sự đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài, phải coi khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, trở thành động lực then chốt để thúc đẩy tỉnh phát triển. Tập trung phát triển văn hóa xã hội, con người địa phương có đặc thù về địa lý, phải phấn đấu xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu giàu đẹp văn minh hiện đại với các giá trị đặc trưng, thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đặc sắc, hành chính minh bạch, xã hội văn minh, kinh tế phát triển, nhân dân hạnh phúc. Trên cơ sở đề cương hướng dẫn của Ban chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy giao các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện báo cáo phục vụ đoàn khảo sát. Chiều nay, đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị rà soát công tác chuẩn bị hội thảo tư duy và hành động đột phá phát triển của tỉnh Quảng Ninh, giá trị lý luận và thực tiễn. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Hội thảo tư duy và hành động đột phá phát triển của tỉnh Quảng Ninh, giá trị lý luận và thực tiễn được tổ chức quy mô cấp quốc gia do Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp tổ chức. Hội thảo dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 11 năm 2023, mục tiêu nhằm phân tích làm rõ tư duy và hành động đột phá phát triển của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua. Liên quan đến công tác chuẩn bị, đến ngày 4 tháng 11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thư ký Tạp chí Cộng sản đã nhận được 68 trên 79 bài tham luận. Công tác chuẩn bị các nội dung khác của hội thảo cũng đang được tập trung chỉ đạo thực hiện. Đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là hội thảo khoa học có ý nghĩa rất quan trọng. Những vấn đề được đúc rút tại hội thảo lần này sẽ góp phần bổ sung lý luận của Đảng về xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì vậy, công tác chuẩn bị phải được tổ chức chú đáo, trong đó đặc biệt là các nội dung tham luận phải đảm bảo chất lượng. Đồng chí yêu cầu các cơ quan chuyên môn phải chuẩn bị tốt hệ thống tài liệu, tư liệu phục vụ cho các bài viết, bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chuyên gia nhà khoa học. Chậm nhất ngày 11 tháng 11 phải hoàn thành tất cả các bài tham luận. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức họp báo để thông tin về hội thảo, đồng thời chuẩn bị tốt công tác lễ tân hậu cần đón tiếp các đại biểu tham dự. Chào mừng 60 năm ngày thành lập tỉnh, hướng tới kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ truyền thống ngành than 12 tháng 11 và kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đoàn đại biểu công nhân cán bộ ngành than 15 tháng 11. Chiều nay tại khai trường thành công, công ty than Hòn Gai tổ chức lễ khởi công dự án khai thác xuống sâu dưới mức âm 220 mỏ Bình Minh. Tới dự có các đồng chí Cao Tường Huy, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam. Xin tuyên bố khởi công dự án. Dự án khai thác xuống sâu dưới mức âm 220 mỏ Bình Minh có tổng mức đầu tư 1.100 tỷ đồng, có trữ lượng than nguyên khai trên 9 triệu tấn than, công suất 500.000 tấn một năm, khai thác trong 21 năm, mức khai thác từ âm 220 đến âm 350 mét so với mực nước biển. Với chủ trương đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa, dự án này sẽ nghiên cứu áp dụng tối đa các công nghệ cơ giới hóa trong công tác đào lò, khai thác, vận chuyển than trong hầm lò và ngoài mặt bằng, giao than nguyên khai trực tiếp cho công ty tuyển than Hòn Gai. Dự án được triển khai đánh dấu bước phát triển mới của than Hòn Gai, đồng thời góp phần duy trì ổn định việc làm cho hơn 4.000 công nhân cán bộ công ty. Ngay sau ngày khởi công này đấy, thì về phía công ty Hòn Gai thì chúng tôi là tập trung đào lò xây dựng cơ bản và phấn đấu làm sao là đến tháng 11
năm 2025 sẽ bàn giao cái nội trợ xây dựng cơ bản đầu tiên cho sản xuất, và đến cuối năm 2026 thì sẽ bàn giao cả hai nội trợ đưa vào chuẩn bị sản xuất, và cũng phấn đấu đến năm 2027 là dự án đạt công suất thiết kế. Công ty khởi công dự án mới thì cương vị công nhân thì tôi rất vui mừng và phấn khởi. Công ty đã có thêm dự án mới, chúng tôi có thêm được việc làm và sẽ tăng được cái thu nhập. Mỏ Bình Minh nằm trong địa bàn thành phố Hạ Long đã được khai thác từ năm 2010, tầng khai thác mức từ âm 75 xuống đến âm 220. Hiện nay dự án đã vào giai đoạn giảm sản lượng và dự kiến kết thúc khai thác vào năm 2026. Để duy trì ổn định sản lượng khai thác than hầm lò của công ty than Hòn Gai, đáp ứng yêu cầu kế hoạch sản lượng than của TKV, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia giai đoạn 2020 đến 2045, dự án đã được Bộ Tài nguyên Môi trường cấp giấy phép khai thác số 369 ngày 3 tháng 10 năm 2023. Đây là dự án được khai thác nối tiếp của dự án thuộc tầng khai thác từ mức âm 220 đến mức âm 75. Sản lượng than trung bình hàng năm của tập đoàn rơi vào khoảng từ 40 đến 45 triệu tấn một năm. Hiện nay trong tập đoàn các cái mỏ lộ thiên thì cũng đang kết thúc dần. Có nghĩa là cái sản lượng nó sẽ giảm, cũng như các cái mỏ hầm lò mức trên cũng đang đi vào kết thúc. Như vậy cái việc mà trong tập đoàn khởi công được một cái dự án nào là phấn khởi đấy. Này thì nó sẽ góp phần được duy trì ổn định được cái sản lượng chung của tập đoàn nói chung, và cũng như của sản lượng riêng của công than Hòn Gai nói riêng. Cái này thì nó góp phần vào đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đồng chí Cao Tường Huy, quyền Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, với quan điểm phát triển tỉnh Quảng Ninh là phát triển ngành than và ngược lại, tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành cao nhất, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ giải quyết tối đa các khó khăn vướng mắc của ngành than trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Với việc đưa dự án khai thác xuống sâu dưới mức âm 220 mỏ Bình Minh vào hoạt động, tỉnh Quảng Ninh kỳ vọng Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam nói chung và công ty Than Hòn Gai nói riêng sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh trong thời gian tới đây. Đồng thời đề nghị tập đoàn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất, nâng cao công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo mục tiêu phát triển hài hòa bền vững. Công ty Than Hòn Gai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Quảng Ninh và tập đoàn TKV trong quá trình sản xuất, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, sớm đưa dự án vào khai thác, ra than, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc với thành phố Cẩm Phả về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri và trách nhiệm giải quyết một số vụ việc khiếu nại tố cáo của công dân. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả, từ năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành 109 văn bản các loại để lãnh đạo chỉ đạo và báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo. Số vụ việc đã giải quyết có kết quả đạt 51 trên 62 vụ việc. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã chỉ đạo thanh tra thành phố xây dựng và hoàn thành 2 cuộc thanh tra trách nhiệm đối với 9 đồng chí chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường trong việc thực hiện các chính sách pháp luật về tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng. Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, các kiến nghị của cử tri đều phải quan tâm giải quyết thấu đáo, thực chất, không hình thức, đặc biệt là phải làm tốt ngay từ đầu công tác phân loại và xác định thẩm quyền các kiến nghị của cử tri. Đồng chí đề nghị thời gian tới, thành phố Cẩm Phả tiếp tục đôn đốc giải quyết các kiến nghị của cử tri, đảm bảo quyền lợi cho cử tri và nhân dân và không phát sinh những vấn đề khiếu kiện phức tạp. Chiều qua, dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long có buổi làm việc với Đảng bộ Công an thành phố về kết quả công tác 10 tháng năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại năm 2023. Thực hiện chương trình công tác năm 2023, Đảng bộ Công an thành phố Hạ Long đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong tháng 10, Công an thành phố đã điều tra làm rõ 137 trên 198 vụ án, riêng án nghiêm trọng đã làm rõ 13 trên 13 vụ, bắt 18 đối tượng, thu hồi 3,1 tỷ đồng cho người bị hại. Xử lý 15.191 lượt phương tiện vi phạm luật giao thông, phạt tiền trên 31 tỷ đồng. Công tác phòng cháy chữa cháy được thực hiện hiệu quả. Bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Quyết Tiến đề nghị lực lượng công an thành phố tăng cường kỷ luật kỷ cương, kịp thời ngăn chặn, phát hiện các âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đối với những đề xuất của công an thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy Hạ Long giao Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng phương án sửa chữa trụ sở công an thành phố, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở công an các xã còn lại, tham mưu lắp đặt camera giám sát tại các địa điểm tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự. Hai
20 giờ tối qua tại Cung Quy hoạch Hội chợ và Triển lãm tỉnh, chương trình nghệ thuật đặc biệt Hạ Long Thần Tiên đã có buổi công diễn đầu tiên phục vụ nhân dân và du khách. Hấp dẫn trong cốt truyện, mới mẻ trong cách thể hiện, Hạ Long Thần Tiên đã được đông đảo công chúng đón nhận tích cực. Sân khấu Cung Quy hoạch Hội chợ và Triển lãm tỉnh, hơn 1.000 chỗ ngồi, không còn ghế trống, xuyên suốt một tiếng biểu diễn chương trình nghệ thuật Hạ Long Thần Tiên. Khung cảnh vịnh Hạ Long được tái hiện trên sân khấu với cảnh biển thần tiên, cùng những cảm xúc của khán giả hòa theo diễn biến câu chuyện và cả những chàng pháo tay cổ vũ đã khẳng định sức hấp dẫn của show diễn. Màn trình diễn đặc sắc kết hợp giữa nghệ thuật dân gian và đương đại, bao gồm hát, múa, xiếc, âm nhạc, kỹ thuật hình thể, ánh sáng, nghệ thuật sắp đặt tạo hình, cuốn hút người xem vào câu chuyện kể ly kỳ về sự tích rồng hạ, về thiên nhiên tươi đẹp, trù phú, về văn hóa đặc sắc, con người cần cù, sáng tạo, hào sảng, mến khách của vùng đất Quảng Ninh, với điểm nhấn là di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Show diễn ngày hôm nay đúng là rất tuyệt vời ấy, bởi vì là nó như một câu chuyện ấy, một câu chuyện nó tả về Vịnh Hạ Long với cái truyền thuyết lịch sử rất là tươi đẹp nữa. Xong rồi có những cao trào ấy, xem mình rất là hồi hộp và xúc động. Thực sự là cảm thấy rất là vui vẻ và hạnh phúc khi được đi xem một cái show nghệ thuật hay như thế này. Rất là phù hợp với tất cả lứa tuổi. Người già, trẻ em là đều thích, đều phù hợp và ai đấy đều xem cũng là rất phấn khởi và rất là thích. Thông qua màn biểu diễn, con hiểu được là chúng ta nên bảo vệ biển cả và bảo vệ Vịnh Hạ Long của chúng ta nữa ạ. Chương trình nghệ thuật đặc biệt do Đoàn Nghệ thuật Quảng Ninh phối hợp với Liên đoàn Xiếc Việt Nam biểu diễn với tổng thời lượng 60 phút. Trong đó 40 phút hoạt cảnh chính Hạ Long Thần Tiên và 20 phút xiếc độc lập, ca múa nhạc dân tộc mang màu sắc các vùng miền trên cả nước. Qua thời gian dài hình thành kịch bản, luyện tập với nhiều lần thẩm định khắt khe của Hội đồng Nghệ thuật, chương trình đã được công diễn, mang đến cho công chúng, nhân dân và du khách món ăn tinh thần hấp dẫn, đa sắc màu và đầy mới mẻ. Cái buổi diễn này phun ra mà còn rất nhiều người là không có ghế ngồi phải đứng. Thì nó là một điều bất ngờ và rất là vui. Một người nghệ sĩ mà tham gia cái show mà được sự đón nhận của khán giả như thế thì mình rất là vui và phấn khởi. Chương trình nghệ thuật Hạ Long Thần Tiên đã phần nào đáp ứng được sự mong mỏi của khán giả thành phố Hạ Long nói riêng và du khách đến với Hạ Long nói chung. Thông điệp của tác phẩm này muốn gửi đến khán giả, ngoài cái việc giới thiệu ra và khán giả đến với Hạ Long, khán giả đến với tỉnh Quảng Ninh, chúng ta phải có trách nhiệm nâng niu, gìn giữ giá trị vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long chúng ta. Dự kiến trong tháng 11 này, chương trình nghệ thuật đặc biệt Hạ Long Thần Tiên sẽ biểu diễn 10 buổi, trong đó các buổi diễn đầu tiên trong tuần này vào các ngày cuối tuần, mùng 3, mùng 4, mùng 5 tháng 11. Sau thời gian công diễn phục vụ nhân dân, tiến tới sẽ biểu diễn định kỳ tại Cung Quy hoạch Hội chợ và Triển lãm tỉnh, không chỉ phát huy hiệu quả công trình thiết chế văn hóa của tỉnh, mà còn định hướng trở thành sản phẩm du lịch mới, giới thiệu vẻ đẹp di sản kỳ quan Vịnh Hạ Long đến du khách trong nước và quốc tế. Viêm phổi Thùy là một bệnh viêm cấp tính của phổi do các tác nhân như vi khuẩn, virus gây ra. Bệnh có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng nếu không được điều trị kịp thời. Theo ghi nhận tại một số bệnh viện, trong khoảng 3 tháng trở lại đây, trẻ em mắc viêm phổi Thùy xuất hiện khá nhiều, đặc biệt là đối tượng trẻ từ 5 đến 10 tuổi. Thời điểm này, tại khoa nhi của Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, đang có 104 trẻ phải điều trị nội trú. Trong đó, 71 trẻ đang điều trị viêm phổi Thùy. Một nửa trong số đó dương tính với vi khuẩn Mycoplasma pneumoniae. Khác với mọi năm, viêm phổi Thùy năm nay lại chủ yếu gặp ở đối tượng trẻ trong độ tuổi đi học. Điều này dẫn đến việc đa phần các bậc phụ huynh chỉ phát hiện và đưa trẻ tới viện khi trẻ đã mệt nhiều, bệnh đã tiến triển vào giai đoạn nặng hơn. Ở nhà thì sốt cao 3 ngày, em nó không thấy đỡ thì em cho cháu đi khám. Thì bác sĩ bảo nhập viện, cháu đã có viêm phổi ở bên trái rồi. Hôm nay điều trị đến ngày thứ 10 rồi ạ. Thì cũng gọi là ổn định hơn. Bình thường sốt xong rồi uống thuốc nó cũng hạ thôi, nhưng mà gia đình cũng không nghĩ là lại đi đây để kiểm tra này bị viêm phổi như vậy. Cũng lo lắng. Theo các bác sĩ, triệu chứng của viêm phổi Thùy khá giống với các bệnh về đường hô hấp khác như sốt cao, ho, ho đờm. Trong giai đoạn khởi phát, các triệu chứng có thể rất mờ nhạt và thường bị bỏ qua. Đến giai đoạn toàn phát, trẻ có thể sốt cao, khó thở, mệt lả. Nếu không được điều trị đúng cách thì bệnh có thể biến chứng nặng như áp xe phổi, viêm phổi hoại tử, xẹp phổi, tràn dịch, tràn mủ màng phổi hay màng tim và có thể gây nhiễm trùng máu, nhiễm trùng não.
Tuy nhiên để được điều trị phù hợp thì trẻ cần được đưa đến các cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Gặp bác sĩ thì thường trong cái tình trạng là các con phổi chụp lên rất là xấu, tổn thương là tổn thương đông đặc phổi. Thường nếu mà viêm phổi mình đến sớm khoảng 2-3 ngày đầu, cái tổn thương nó không chưa đông đặc thì các bác còn kê đơn về nhà được và có thể điều trị ở nhà và theo dõi tiếp. Và thường là hẹn khám lại sau 2-3 ngày. Nhưng với những cái bệnh nhân mà đến với tình trạng viêm phổi đông đặc, tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc hoặc là ăn kém hoặc là khó thở thì những bạn đấy thì bắt buộc phải nhập viện và phải điều trị trong viện. Ngoài các biện pháp giữ gìn vệ sinh chung, việc tiêm đầy đủ các loại vaccine cũng được khuyến cáo để phòng ngừa viêm phổi thùy. Đặc biệt, bệnh nhân tuyệt đối không nên sử dụng các loại kháng sinh, kháng viêm mà không có chỉ dẫn của các bác sĩ, để tránh xảy ra các hệ quả về kháng kháng sinh về lâu dài. Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, từ đầu năm đến nay cùng với công an các địa phương trong tỉnh, công an thành phố Cẩm Phả đã tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm, góp phần phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh triệt xóa các loại tội phạm lợi dụng loại hình kinh doanh này để vi phạm pháp luật. Cơ sở này kinh doanh dịch vụ karaoke, lounge và cà phê lâu năm trên địa bàn phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả. Tuy nhiên, từ tháng 12 năm 2022, đã dừng hoạt động các phòng karaoke theo văn bản kiến nghị của Công an thành phố Cẩm Phả để khắc phục vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Đây là một trong những cơ sở được lực lượng công an kiểm tra, giám sát thường xuyên. Đến nay thì chúng tôi đã khắc phục mấy cái lối thoát hiểm thì đã xong được rồi. Còn ở trong phòng thì đã khắc phục những cái chỗ mà các đồng chí phòng cháy chữa cháy hướng dẫn, nhưng mà còn một số cái chỗ thì chúng tôi chưa làm được thì chúng tôi sẽ khắc phục. Để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an thành phố Cẩm Phả đã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và quản lý chặt chẽ theo nghị định 96 năm 2016 của Chính phủ. Trong đó, chú trọng các loại hình hoạt động kinh doanh có tính nhạy cảm như dịch vụ lưu trú, karaoke, massage, cầm đồ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định để chủ cơ sở nâng cao nhận thức và chủ động phòng ngừa các đối tượng lợi dụng hoạt động vi phạm pháp luật. Tất cả các khách mà đến với khách sạn chúng tôi là qua sàng lọc và lựa chọn. Nếu mà có biểu hiện nghi vấn là ví dụ như là mang bóng cười, là mang bình oxy đến là chúng tôi sẽ không nhận. Và có biểu hiện như là nghiện ngập là chúng tôi sẽ không nhận. Trên địa bàn thành phố Cẩm Phả hiện có 227 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Từ đầu năm đến nay, Công an thành phố đã tiến hành kiểm tra 229 lượt, phát hiện 31 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính số tiền 129 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 28 cơ sở. Trong đó, các hành vi vi phạm chủ yếu là cơ sở karaoke cố tình hoạt động trong thời gian bị đình chỉ, cơ sở lưu trú không khai báo lưu trú, không gửi báo cáo định kỳ về an ninh trật tự. Ngoài việc thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ về công tác quản lý chính của Công an thành phố, thì trong cái thời điểm những tháng cuối năm thì đội cảnh sát quản lý hành chính cũng luôn chủ động là kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Chúng tôi cũng kết hợp tuyên truyền và nhắc nhở. Nếu phát hiện vi phạm thì chúng tôi sẽ cương quyết xử lý nghiêm. Các đối tượng thường lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự để thực hiện các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mại dâm, đánh bạc. Vì vậy, việc thực hiện hiệu quả đồng bộ các giải pháp của lực lượng chức năng, đặc biệt là tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm chính là giải pháp hiệu quả, góp phần quan trọng kiềm chế tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Sáng nay, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hạ Long phối hợp với Đoàn Thanh niên, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Hệ thống Anh ngữ WeChat, Câu lạc bộ Thể thao V-Star đã trao quà học bổng cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Hoành Bồ, thành phố Hạ Long. Đoàn đã trao tặng 10 suất quà trị giá 1 triệu đồng một suất, 10 suất học bổng tiếng Anh toàn phần trị giá 35 triệu đồng một suất, 5 bộ máy vi tính trị giá 10 triệu đồng một bộ, lắp đặt cho các phòng thực hành tin học của nhà trường. Các em học sinh còn được các tuyên truyền viên của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hạ Long phổ biến kiến thức pháp luật, giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng là thành viên của câu lạc bộ thể thao V-Stars. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11. Chính vì vậy, rất là xúc động và vui mừng hơn.
Sáng nay, Đảng bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai quy định số 09 ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về chế độ học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Các đảng viên, cán bộ, chiến sĩ được nghe phổ biến 3 chương 10 điều nêu trong quy định số 09 về chế độ học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Việc thực hiện quy định giúp cho cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong Công an nhân dân nhận thức sâu sắc đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy đối với công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, qua đó nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồn biên phòng Trà Cổ, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa cứu nạn hai ngư dân bị đắm tàu cá trên biển, đưa vào bờ an toàn. Cụ thể vào khoảng 4 giờ hôm nay, tàu cá vỏ gỗ số hiệu QN90046TS đang đánh bắt hải sản trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh thì bị tràn nước vào từ mạn trái. Thời điểm gặp nạn trên tàu có 3 ngư dân, trời tối, biển có sóng lớn. Nhận được tin báo, đồn biên phòng Trà Cổ nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện cơ động ra hiện trường, phối hợp với tàu ngư dân địa phương kịp thời cứu sống được hai ngư dân, đồng thời tiến hành tìm kiếm ngư dân còn mất tích. Chương trình thời sự tối nay của Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.